Nguyên Khôi xin kính chào quý vị. Cùng với Hoàng Tuấn, chúng tôi xin trở lại cùng quý vị trong chương trình Đọc Báo Vàng tuần này. Hoàng Tuấn xin chào Nguyên Khôi và xin chào tái ngộ tất cả quý vị. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi có một email từ một khán thính giả gửi tới. Nguyên Khôi xin chia sẻ với quý vị ngắn thôi. Thân gửi tới hai chú Hoàng Tuấn và Nguyên Khôi. Tôi tên là Phan, tôi và vợ tôi là khán giả trung thành của chương trình Đọc Báo Vẹn do hai chú phụ trách. Tối thứ hai nào mà quên thì đêm đó buồn, không ngủ được. Rất cảm ơn hai người anh em đã đem đến cho Đồng Hương những thông tin và những câu chuyện vui. Tôi đã lớn tuổi, mắt kém, phải cố gắng đến 5 lần mới kịp ghi địa chỉ email cho đúng để xin hai chú cho xin toa thuốc cao máu. Chúc hai chú và gia đình luôn an vui. Như vậy chắc là Nguyên Khôi và Hoàng Tuấn phải gọi bằng bác hay bằng chú rồi phải không ạ? Dạ vâng, thì cùng với Hoàng Tuấn, Nguyên Khôi xin cảm ơn gia đình hai bác Phan và cảm ơn tất cả quý vị đã luôn thương mến và theo dõi chương trình đều đặn hàng tuần. Nếu mà đêm buồn mà không ngủ được vì không coi được chương trình Đọc Báo Vàng thì cũng wow, Nguyên Khôi và Hoàng Tuấn rất cảm ơn sự thương yêu của quý vị đã dành cho. Tiếp theo thì chúng tôi có một email khác. Email này rất là dài, dài hơn một trang. Không liên quan gì tới chương trình Đọc Báo Vàng, nhưng Nguyên Khôi vừa nhận được cách đây khoảng nửa tiếng đồng hồ trước khi chúng tôi bắt đầu theo chương trình này. Và thực sự rất là cảm động, rất là xúc động khi mà nhận được cái email này từ trong nước. Và xin đọc một phần đầu của email này để chia sẻ với quý vị. Và chúng tôi không thể đọc hết được vì không có thời gian. Nếu quý vị nào muốn chia sẻ với mục sư Nguyễn Công Chính qua cái đó, phần tường trình này thì xin quý vị có thể liên lạc với chúng tôi hoặc gửi email về cho Đài Phát thanh Quê Hương qhradio@aol.com, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị trọn vẹn cái lá thư này. Thưa quý vị, rất là đau đớn khi mà chúng tôi đọc cái lá thư này. Mục sư Nguyễn Công Chính thì Nguyên Khôi đã có dịp phỏng vấn ông nhiều lần trước đây trên Đài Quê Hương cũng như trên SBTN, và ông đã bị khủng bố, trù dập trong suốt nhiều năm vừa qua chỉ vì một niềm tin vào Thiên Chúa và cố giữ cái niềm tin sự sống đạo của mình mà thôi. Và ông bị Cộng sản trù dập, chẳng những cá nhân ông mà còn gia đình ông, vợ ông, con ông, những đứa con rất nhỏ của ông. Thư gửi anh Nguyên Khôi và chị Đoan Trang từ mục sư Nguyễn Công Chính. Chào anh Nguyên Khôi và chị Đoan Trang cùng quý thính giả Đài Phát thanh Quê Hương Media thân mến. Tôi là Trần Thị Hồng, vợ của mục sư Nguyễn Công Chính, xin viết thư này gửi đến ban biên tập viên Đài Radio Quê Hương Media cùng anh Khôi, chị Trang và quý thính giả. Rất khó khăn tôi mới trốn ra ngoài viết thư và lời tường trình gửi đến quý vị, và mong quý vị quan tâm lên tiếng kêu cầu nguyện cứu gia đình và giáo hội chúng tôi. Kể từ ngày 26 tháng 5 cho đến nay, công an PA38 Gia Lai thành lập 5 trạm chốt canh gác nhà của chúng tôi, không cho ai đi lại. Nếu có một mục sư hay anh em tín hữu nào đến nhà thăm viếng, lập tức các an ninh đều chặn giữ xe máy, sau đó mời lên công an phường Hoa Lư khám xét để dọa, bắt ép viết cam kết không cho đi lại quan hệ với gia đình chúng tôi. Ngày 8 tháng 6, có 8 an ninh đánh đập tôi, làm cho tôi chấn thương đầu và ngực. Mục sư Chính đưa tôi đi bệnh viện cấp cứu thì các an ninh chặn lại không cho đi. Sau đó mục sư Chính mua thuốc tây về nhà tự điều trị cho tôi. Mỗi ngày các an ninh canh gác nhà tôi, tổ chức uống rượu, sau đó đến đập cửa dùng những lời thô bạo và rất ấu trĩ đe dọa gia đình chúng tôi. Ban đêm thì tập trung các thành phần bụi đời côn đồ công an dùng đá gạch cây gậy đập phá nhà của chúng tôi. Nói chung là, thưa quý vị, cái lá thư này cho chúng ta biết những cái tin tức rất là bi đát hiện nay, hoàn cảnh rất là đáng thương, rất là tội nghiệp của mục sư Công Chính và gia đình. Chúng tôi xin tạm chấm dứt phần đọc lá thư ở nơi đây, chia sẻ với quý vị những đau thương, những cái sự khổ sở của người dân trong nước. Quý vị nào muốn có trọn vẹn lá thư này và chia sẻ với gia đình mục sư Nguyễn Công Chính, xin liên lạc với chúng tôi ở Đài Phát thanh Quê Hương. Cảm ơn quý vị. Bây giờ mời Hoàng Tuấn. Thưa quý vị, qua lá thư đó thì chúng ta thấy rằng xin lỗi quý vị, vấn đề tôn giáo Việt Nam, Cộng sản Việt Nam vẫn thường rêu rao là tự do tôn giáo. Quý vị thấy, nếu như mục sư Nguyễn Công Chính là người mà Cộng sản Việt Nam cho là phạm tội thì mang ra xét xử, còn cái việc mà người ta theo đạo rồi người ta sinh hoạt tôn giáo, nếu mà mình nói là phạm những cái luật của nhà nước thì cứ mang ra xét xử, nhưng ngược lại thì không có làm những công việc theo luật pháp mà có những hành động khủng bố như vậy. Và có lẽ trong những ngày vừa qua quý vị cũng biết là ở Việt Nam là tu viện Bát Nhã, nơi mà của thiền sư Thích Nhất Hạnh chủ xướng để mà mở ra bên Việt Nam đó, cũng bị đàn áp. Thì không phải riêng Phật giáo, không phải riêng Công giáo, mà tất cả các tôn giáo Việt Nam đều bị đàn áp cả, chỉ vì nhà nước muốn kiểm soát tất cả mọi việc, kiểm soát luôn cả cái niềm tin, tín ngưỡng của người dân. Và cũng xin lỗi Hoàng Tuấn, xin nhắc với quý vị là trước đây thì mục sư Nguyễn Công Chính đã từng bị Cộng sản Việt Nam đánh đập rất nhiều lần, và có những lần ông đã chụp những cái hình ảnh mà mặt mày ông bê bết máu, và
đưa lên Internet mà mọi người nhìn thấy những hình ảnh đó đều rất là xúc động, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị qua chương trình này. Thưa quý vị, chúng tôi có một bài báo từ báo VN Express dùng bằng giả để làm bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy. Bị tố cáo gian lận bằng cấp, bác sĩ Đỗ Hữu Tâm thuộc khoa phẫu thuật gây mê hồi sức bệnh viện Chợ Rẫy thừa nhận đã dùng bằng giả để hành nghề 2 năm qua. Wow. Thưa quý vị, bác sĩ thuộc khoa phẫu thuật gây mê hồi sức mà lại dùng bằng giả mà thì, bệnh viện Chợ Rẫy. Bệnh viện Chợ Rẫy thì chúng tôi bảo đảm với quý vị rằng ông bác sĩ này mà ông đã gây mê thì bảo đảm là không bao giờ tỉnh cả. Trong cuộc làm việc mới đây với ban giám đốc bệnh viện, ông Tâm thừa nhận mình chưa tốt nghiệp đại học y khoa. Theo yêu cầu xác minh của bệnh viện Chợ Rẫy, trường đại học của y khoa của Huế, địa chỉ ghi trên bằng cấp của ông Tâm khẳng định không cấp bằng tốt nghiệp cho người này. Thưa quý vị, bài báo khá dài, chúng tôi chỉ trích qua những điểm chính. Đến năm 2006, sau khi hoàn tất các khóa học, ông Tâm được trưởng khoa phẫu thuật gây mê hồi sức lúc bấy giờ viết giấy tiến cử để vị ứng viên này trở thành bác sĩ chính thức của khoa với hợp đồng lao động 1 năm. Đến năm 2008, ông được xét tuyển dụng biên chế, tức là ông ấy là dùng bằng giả mà đi trót lọt vô xin việc làm, rồi sau đó lại được tiến cử làm bác sĩ chính thức của khoa. Và cũng theo ông Trọng, tức là cái người mà đã có trách nhiệm trong bệnh viện Chợ Rẫy đó, về nhân sự đó, dù chưa bao giờ là trưởng ekip mổ nhưng là bác sĩ có hợp đồng, nên đến ngày bị phát hiện dùng bằng giả, ông Tâm đã tham gia thủ thuật gây mê cho rất nhiều bệnh nhân. Song có lẽ do bệnh viện luôn làm việc theo ekip, các bác sĩ hỗ trợ nhau tốt, cho nên ông Tâm chưa gây ra sự cố nào. Như nhưng mà bây giờ có gây ra sự cố nào thì cũng ai biết đâu được mà kiểm chứng. Yeah. Nhưng mà chúng tôi nghĩ cái chuyện này cũng chuyện nhỏ thôi. Ở trong nước bây giờ các bạn trẻ thường hay nói cái cách nói mà nửa đùa nửa thật là gì? Chuyện nhỏ như con thỏ hay là cái gì nhục như con cá nục hay là buồn như con chuồn chuồn chẳng hạn. Thì cái này đúng là chuyện nhỏ như con thỏ, bởi vì cái chuyện mà bác sĩ trưởng khoa mà làm bằng giả thì cũng đâu có sao đâu. Ngay cả tổng bí thư, thủ tướng, chủ tịch nước mà còn không có bằng cấp gì cả, không học hành gì cả. Tổng bí thư mà còn làm cái nghề mà đi hoạn mà. Cho nên không sao. Nắm cả vận mệnh của một quốc gia, của một đất nước, chăm lo cho cả mấy chục triệu người, 80 triệu người mà cũng không học hành gì cả. Hôm nay thì như thế này, mai như thế kia, mốt như thế nọ. Thì cái chuyện mà ông bác sĩ làm dùng bằng giả là cái chuyện rất là bình thường, không có chuyện gì phải chuyện thường ngày ở huyện không anh? Nó thì kiểu người Bắc là cái gì, nhỏ hơn con mắt mũi, nhỏ hơn mắt con mũi à. Vâng, thưa quý vị, đó là chuyện làm bằng giả, dùng bằng giả. Các bài báo của anh Hoàng Tuấn Thành nói bài báo dài cho nên anh không có đọc được hết cho quý vị. Còn Nguyên Khôi sau đây gửi đến quý vị một cái bài báo khác, thì bài báo này rất là ngắn nhưng mà thưa quý vị có một cái video clip một ít phút mà chúng tôi sẽ chiếu tiếp theo đó, thì quý vị sẽ thấy gọi là ghê hồn, rung rợn. Tựa bài báo là cái gì vậy? Tựa bài báo là mực thối đông lạnh thành mực tươi. Cái này có bằng cấp gì không? Cái này không cần, cũng liên quan gì bằng cấp cả. Thưa quý vị, sẽ rất là kinh hồn nếu mà quý vị coi cái video clip mà chúng tôi chiếu tiếp theo đây. 9:30 sáng ngày 29 tháng 6, đoàn công tác đội 2.1 phòng cảnh sát môi trường công an thành phố Hà Nội phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường tại khu kinh doanh mặt hàng thủy sản tươi sống trong chợ Long Biên Hà Nội. Và sau đó là cái video clip, mời quý vị cùng theo dõi. Và khi chấm dứt video clip này thì xin quý vị giữ màn ảnh truyền hình, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong phần 2 của tiết mục Đào Báo Vẹn ngày hôm nay. 9:30 sáng 29 tháng 6, đoàn công tác đội 2.1 phòng cảnh sát môi trường công an thành phố Hà Nội phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường tại khu kinh doanh mặt hàng thủy sản tươi sống chợ Long Biên Hà Nội. Thời điểm kiểm tra, các kiosk trong chợ vẫn đang hoạt động bình thường. Mặt hàng kinh doanh chủ yếu tại đây là mực tươi sống. Mực đông lạnh được chế biến tại đây đều nhập từ nước ngoài và đã có hạn sử dụng từ 3 đến 4 năm. Tất cả số mực đang được nhân công đóng ướp vào thùng đá đều bốc mùi hôi thối nồng nặc. Mực tươi đông lạnh được giã đông, rửa bằng nước giếng khoan, sau đó mực được cho vào các thùng phi loại 200 lít, ngâm với đá cây, nước muối. Tiếp đó, mực còn được ngâm với một loại hóa chất để tẩy trắng và khử mùi hôi thối. Mời bạn đọc chứng kiến quy trình chế biến mực thối đông lạnh thành mực tươi trắng nõn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Theo cơ quan công an, quá trình trinh sát ghi nhận, lượng mực tiêu thụ tại khu chợ này vào ngày cao điểm có thể lên tới hơn 1 tấn. Vụ việc đang được đội 2, Phòng Cảnh sát Môi trường tiếp tục điều tra làm rõ. Kính thưa quý vị, Hoàng Tuấn và anh Nguyên Khôi xin phép được trở lại với chương trình. Quý vị đã xem một cái video clip nói về sản xuất mực. Thì tươi thì chúng tôi không bảo đảm, nhưng mà sống thì bảo đảm. Vì nó chưa có nấu, thì nó còn sống. Và quý vị thấy ghê hơn. Dạ vâng, thưa quý vị, dòi bọ lúc nhúc ở trong đó, kinh hoàng quá. Thưa quý vị, về Việt Nam mà ăn uống thì coi chừng đó nha. Tâm lý những người ở hải ngoại khi về Việt Nam nói, ồ, về Việt Nam thì cái gì nó cũng tươi. Ở hải ngoại, nhất là ở Mỹ đó, thì cứ ăn thức ăn đông lạnh nó không ngon. Còn về Việt Nam thì cái gì nó cũng tươi rồi rói. Vì phải coi chừng nhé. Coi chừng đấy, hàng đã quá hạn mấy năm rồi. Bây giờ chúng tôi có một bài báo của Tuổi Trẻ Online nói về môn giáo dục công dân, khó khô và khổ. Bây giờ ở trong nước á, người ta buộc giáo viên phải dạy cái môn giáo dục công dân cho học sinh. Nhưng mà quý vị xem thì những cái nội dung dạy như thế nào nha. Để kiểm tra học kỳ 2 môn giáo dục công dân lớp 10 ở một trường phổ thông trung học, có các câu hỏi trắc nghiệm như thế này. Lương tâm tồn tại ở mấy trạng thái? Câu một câu nữa là yêu đương quá sớm là điều nên tránh thứ mấy trong tình yêu? Một câu nữa là nuôi dưỡng và giáo dục con cái là chức năng thứ mấy của gia đình? Sau một câu nữa là biết kiềm chế những ham muốn nhu cầu không chính đáng là người có, xin chọn một trong bốn. Cái đáp án là danh dự, lương tâm, lòng tự ái và lòng tự trọng. Thưa quý vị, đó là một giáo dục công dân mà cái đó nó còn nhẹ đó nha. Ở dưới này có một cái phần nữa, học lớp 7 thôi. Học sinh được yêu cầu là trả lời tín ngưỡng là gì, tôn giáo là gì, tín ngưỡng và tôn giáo khác mê tín dị đoan như thế nào. Thì cái này nghe cũng tạm được. Lập hồ sơ phân cấp bộ máy nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thế quý vị đem cái chính trị nhét vào một cách rất ư là thô bạo và thô thiển nữa. Và để kiểm tra dành cho khối lớp 9, học sinh phải giải quyết một tình huống hôn nhân gia đình. Hùng 27 tuổi, Mai 25 tuổi, họ yêu nhau đã được 3 năm, muốn kết hôn. Nhưng gia đình Mai cấm đoán do Hùng theo tôn giáo khác. Gia đình Mai khuyên Hùng nên tìm người cùng tôn giáo để kết hôn vì lấy Mai sẽ không có hạnh phúc. Thì biểu học sinh phải giải quyết vấn đề như thế nào? Bố học sinh cũng chưa giải quyết được. Thì những giáo viên cũng than thở là phải ráng mà dạy. Và học trò thì cũng nói bài báo cũng khá dài. Các em, có một số các em tâm sự rằng là các em phải ráng mà học, nghĩa là học kiểu mà con vẹt đấy, để mà lấy điểm vào. Không hiểu, không hiểu bởi vì những nó nặng nề quá. Rồi sách giáo khoa ở mức tiểu học nè, ở bậc tiểu học thì mỗi năm học sinh có 14 bài học đạo đức. Học sinh lớp 1, lớp 2 học đạo đức dưới dạng những câu hỏi tình huống. Những bài học học lớp 1, lớp 2 mà hỏi như thế này nè. Đoàn kết thiếu nhi quốc tế. Phải nói về đoàn kết thiếu nhi quốc tế. Rồi học sinh lớp 5 thì học bài về Liên Hiệp Quốc. Lớp 6 thì học về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Thưa quý vị, rất là kỳ cục. Lớp 7 á, thế có cái lớp nào học cái hiến chương nhân quyền Liên Hiệp Quốc không? Lớp 7 thì về phần pháp luật thì phải thấm nhuần vấn đề về quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo. Thì quý vị mới nghe chúng tôi đọc lá thư của Mục sư Nguyễn Công Chính. Rồi trong một tiết học, thầy cô phải truyền tải hết các vấn đề về tình hình tôn giáo Việt Nam, chủ trương của Đảng và Nhà nước về tôn giáo. Thưa quý vị, nên là rất là vô lý, không có phù hợp với thực tế. Một giáo viên nói như thế này: giáo dục công dân là môn học nòng cốt, chương trình chúng ta có đủ các bài học về lòng bác ái, sự yêu thương, nhưng không thấm vào đâu, không ấn tượng gì đến mấy đứa trẻ cả. Trong khi đó hàng ngày mở mắt ra thì thấy cảnh ăn chơi nè, thấy cái xấu nè, cái ác, chuyện tiền bạc, chủ nghĩa cá nhân nhan nhản trước mắt. Trẻ ngày nay năng động sáng tạo hơn nhiều so với các thế hệ trước. Nhưng mà cũng bàng quan thờ ơ, vô tâm vô cảm, ít có sự quan tâm đến người khác. Vậy theo tôi, nền giáo dục đạo đức học sinh bằng những điều gần gũi nhất là yêu thương cha mẹ, kính thầy mến bạn. Chúng tôi hoàn toàn đồng ý điểm này. Vì trước năm 1975 mình học như vậy phải không? Thì quý vị nhớ là những người nào đã đi học trước năm 75, những bài học rất là đơn giản,
đi ra đường thấy đám tang dừng lại, bỏ nón xuống, đi trong xóm gặp người lớn thì đứng lại chào thưa bác, thưa chú, thưa cô tùy theo cái vai vế. Rồi trong quan hệ gia đình, anh nhớ sách giáo khoa hồi xưa người ta thường vẽ những cái bức hình minh họa cho bài học đó, rất là dễ thương. Ban đêm thì ba ngồi đọc sách, phải không? Mẹ ngồi theo, rồi bà thì kể chuyện cổ tích cho cháu, hình ảnh gia đình rất là đầm ấm. Và Hoàng Tuấn còn nhớ tới có một cái bài học thuộc lòng hồi xưa đó, nói về bữa ăn gia đình thôi. Trong bài học thuộc lòng thì thường viết theo cái lối lục bát, trong đó nói về ngày Chủ nhật mẹ nấu một mâm xôi chè, rồi xôi ngon như thế nào, chè ngon như thế nào, rồi cả gia đình các quây quần với nhau ăn uống và khen là mâm chè ngon và người mẹ mỉm cười cảm thấy hạnh phúc. Những cái chuyện đó rất là bình thường nhưng mà nó tạo được cái nhân cách của học và nó gần gũi cuộc sống, rất là gần gũi. Và cái chuyện này nó rất là tạo ra thôi quý vị. Tôi còn hỏi về Trung Quốc phát triển kinh tế tốt là nhờ đâu, tương khai thác bốc xít là như thế nào nữa hả? Tôi còn hỏi về chứ giữ chữ tín thì kể một câu chuyện về một người thời Xuân Thu Chiến Quốc. Cái thời đấy ok rất là tào lao. Thế cho nên nhân về cái chuyện giáo dục như thế này đó, chúng tôi xin kể cho quý vị nghe. Có một người thuộc là anh biết là hồi Mặt trận Giải phóng miền Nam đó, muốn đi chiêu dụ những người mà người ta xin lỗi là học hành không có bao nhiêu ở vùng thôn quê. Thì có một anh chàng nọ cũng tội nghiệp là cũng học rất là ít, thì nói đi theo cách mạng đi, theo cách mạng thì được làm lớn, chứ còn sống ở đây thì không khá đâu. Đi vô trong rừng rồi cũng thấy người ta mang súng ngắn này kia cũng quát oai hả. Thì anh vô một thời gian rồi sau năm 75 anh về, anh về thì coi như là cái thời đó đó anh về là anh rất là hách sức rằng, bởi vì đi theo cách mạng mà. Thì về cũng chả làm được gì nhiều nhưng mà chung quanh người ta cũng sợ. Thì trong bữa nhậu anh mới khoe, anh khoe về cái kiến thức sự hiểu biết, phải không? Anh mới nói rằng là tôi đố mấy ông chờ hoa hậu đầu tiên của Việt Nam mình đó là ai. Hoa hậu đầu tiên Việt Nam mình là Tây Thi. Ủa sao Tây Thi? Không nghe Tuần Cải Lương nó hát hả? Tây Thi con gái nước Việt á. Hoa hậu đầu tiên Việt Nam mình là Tây Thi á. Người đẹp đầu tiên đó hả? Mà cái hồi mà cái người mà lãnh đạo hồi đó là Câu Tiễn. Mà Câu Tiễn hay lắm nha. Là ngủ và nằm gai. Mà ăn mặc ông không à. Vậy là sao? Bởi vì trong cái lương nó nói là nằm gai nếm mật mà. Nằm gai nó nhất mình nhất mấy mà ông để mà bồi bổ sức khỏe để chiến đấu tiếp. Mà rồi á, tôi được đi ra ngoài Bắc là đi tập huấn. Ra ngoài đó là mở mang trí óc dữ lắm. Tôi đâu có biết là nước Việt mình họ đó đánh với cái nước Ngô. Tại sao kêu nước Ngô? Nước Ngô là dân ở đó ăn bắp không à. Cho nên ra ngoài Bắc tôi mới biết là nước Ngô là bắp. Cho nên là cái dân đó nó không ăn cơm như mình mà ăn bắp. Cho nên mong phải biết là hoa hậu đầu tiên của Việt Nam mình là Tây Thi. Mà đánh với cái nước Ngô là nó ăn bắp không. Còn Câu Tiễn là nằm giường gai mà ăn mật ong không. Trên giáo dục hoa giảm cãi không? Đeo xuống cái kè rồi. Nên là nó thao thao bất tuyệt. Ai cũng sợ cả. Liên quan tới chuyện giáo dục, thưa quý vị, chúng tôi, tại vì Hoàng Tuấn có nói cái vấn đề giáo dục về cái môn công dân giáo dục. Thì trước 75 thì cũng liên quan tới chuyện này thì mình nhớ là mình học luật đi đường rất là rõ ràng. Đến đèn xanh đèn đỏ phải dừng lại như thế nào, rồi phải giữ lề phải như thế nào. Thì bây giờ thưa quý vị cũng liên quan tới cái chuyện này. Thì bây giờ tai nạn xảy ra nhiều quá. Báo Tuổi Trẻ Online có bài như thế này: nguyên nhân chính gây ra các vụ tai nạn giao thông là do ý thức chấp hành pháp luật của người dân còn quá kém. Tòa án cũng là một kênh tuyên truyền phổ biến giáo dục ý thức chấp hành luật giao thông nếu được xét xử nghiêm minh. Những năm vừa qua, tình hình tai nạn giao thông đường bộ xảy ra mỗi ngày một gia tăng, hậu quả càng ngày càng nghiêm trọng. Theo số liệu thống kê của các cơ quan chức năng thì bình quân mỗi tuần cả nước có hơn 200 người chết và trên 1.000 người bị thương chỉ riêng về tai nạn giao thông đường bộ. Còn số đó cho thấy không một loại thiên tai dịch bệnh nào có thể cướp đi quá nhiều sinh mạng của con người như tai nạn giao thông. Và sở dĩ mà cái tai nạn giao thông xảy ra nhiều như vậy thì người ta quên đi trách nhiệm của nhà nước, quên đi trách nhiệm của tất cả mọi người khác mà chỉ đổ tội lên người dân. Nhà nước có trách nhiệm đâu mà quên. Khéo. Và cuối cùng người ta bảo là cái nguyên nhân chính gây ra đó là tại vì ý thức chấp hành pháp luật của người dân còn quá kém. Tại dân cả. Tại dân cả. Mà trong khi đó thì dạy học dân thì phải dạy cho các em từ bé thì phải không? Thì dạy dân thì toàn những dạy những chuyện trên trời không à? Còn chuyện dưới đất thì không có dạy. Cho nên bởi thế lái xe dưới đất đụng nhau hoài. Và cái bài báo khác cũng vậy, thưa quý vị, một bài báo khác của báo An ninh Thủ đô thì cũng liên quan tới vấn đề tai nạn giao thông thì cũng nói như vậy. Thì Thủ đô không có an ninh phải không ạ? Phải đổi là
thủ đô mất an ninh. Tai nạn chồng lấn, trách nhiệm, ý thức kém, lại cũng ý thức của người dân kém, khổ quá. Giờ họ đổ tội cho người dân hết, phủi tay vô trách nhiệm. Cộng sản đó người ta cứ nói chuyện là tuyên truyền, động viên, rồi giáo dục. Thưa quý vị, có một bài báo của VN Express nói về mất liên lạc với ngư dân bị Trung Quốc giữ. Đến ngày 1 tháng 7, 10 ngày kể từ khi ba thuyền trưởng Việt Nam bị Trung Quốc ép ký tên và quyết định phạt tổng cộng là 540 triệu đồng. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi kiên quyết không nộp tiền phạt, trong khi bên giữ người thì dọa là chuyển 12 ngư dân về đảo Hải Nam để xử lý. Thì quý vị, cái tình hình nó rất là tội nghiệp, là có một số ngư dân được thả về, còn một số thì bị mất liên lạc, không biết làm sao. Khi người ta hỏi cái ông mà ông Chu Tiến Vĩnh đó, ổng là cục trưởng cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản Bộ Nông nghiệp, thì khi hỏi về đến nay Bộ Nông nghiệp đã làm gì để hỗ trợ ngư dân đánh bắt xa bờ tại những vùng biển nhạy cảm như đảo Hoàng Sa, thì ông nói như thế này: Bộ Nông nghiệp đã cử một thứ trưởng chuyên trách hàng năm đôn đốc việc tuyên truyền hướng dẫn ngư dân về hoạt động nghề cá của Việt Nam và Trung Quốc. Tất cả tàu đánh bắt xa bờ đều được phát bản đồ chỉ rõ ranh giới tạm thời giữa hai bên, cập nhật tần số liên lạc của các cơ quan chức năng. Tức là chỉ có tuyên truyền rồi là nhiều lắm rồi. Chúng tôi luôn khuyến cáo nữa, chúng tôi luôn khuyến cáo bà con ngư dân không vi phạm vùng biển lãnh hải của nước khác. Quán triệt quan điểm Hoàng Sa là của Việt Nam. Nhưng tình hình hiện nay, khi hoạt động tại khu vực này, các tàu cá nên đi thành từng đội 5-7 chiếc, thuận tiện cho việc hỗ trợ khi có sự cố. Tức là đi 5-7 chiếc, mà tôi hỏi anh đã 5-7 chiếc, ủa nhầm gì? Mà tay không không à? Nó chỉ cần một chiếc thôi, mà nó có súng đạn thì làm gì được? Thì phóng viên không thể nói bảo vệ cho người dân gì hết hả? Thì làm sao mà nói được? Thì khi phóng viên hỏi như thế này nè, như vậy có thể hiểu là việc bảo vệ mình trên biển chủ yếu là do ngư dân tự lo. Ông có trả lời là trước năm 2006, khi còn lực lượng thanh tra khai thác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, các tàu kiểm ngư thực hiện việc tuần tra kiểm soát vùng biển chủ quyền của Việt Nam. Tuy nhiên, khi luật thanh tra có hiệu lực, hoạt động này bị gián đoạn. Sao vậy? Luật như thế nào? Ông chỉ nói là chúng tôi đang kiến nghị để sửa đổi luật thanh tra. Như vậy thôi. Rồi tôi nói chứ, hàng tháng đều có họp giao ban, rồi có đại diện của các cơ quan ban ngành, rồi tăng cường tuần tra giám sát, đại khái là nói chung như vậy, chứ còn chả có biện pháp gì cả. Mà anh nói như vậy là ý là anh có vẻ đổ tội cho Việt Nam là hèn yếu nhu nhược trước cái kêu là sự xâm lăng của Trung Quốc, đúng không ạ? Không phải, tại vì các cấp lãnh đạo có quyền thì đang giao thiệp với Trung Quốc. Tôi tặng cho anh cái bài báo này nhé. Bài gì? Cái bài báo là bài báo mới nhất trên Vietnamnet này: giữ gìn tài sản quý báu Việt Trung. Anh bỏ vào trong kiếng anh để trên cái bàn làm việc của anh để giữ. Thưa quý vị, rất tiếc là thì giờ không còn nhiều, cho nên chúng tôi đề nghị quý vị vô trong VN Express đó, quý vị đọc cái bài mà phải đưa ngư dân bị Trung Quốc bắt về nước, thì quý vị sẽ thấy được trách nhiệm của ông Chu Tiến Vĩnh như thế nào. Hoàng Tuấn và Nguyên Khô xin phép chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau với những đề tài khác. Cảm ơn quý vị.